đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông, anh chưa có ai, tương lai rộng dài. Nếu em không thưa anh thì ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Vài lời trao đổi thì anh em hai họ thì sau khi là các cháu thì điều hoạt hoàn thành các cháu hiện đang là nhiều rồi, các cháu là lao động tại Hàn Quốc vì điều kiện rất là dơ là không thể về được, thì qua quá trình tìm hiểu của hai cháu thì đi về thì buổi lễ hôm nay để là đúc kết thành quả tình yêu cho các cháu cũng như là mối tình phong gia của hai họ chúng ta và hai gia đình. Thì đầu tiên là cho tôi xin phép gửi lời chúc sức khỏe bình an tới quý vị ân nhân hai họ cùng là khách con phong gia nội ngoại bạn bè thân hữu, và theo cái phong tục ngày xưa cha ông để lại, ngày hôm nay là ngày trọng đại nhất của hai cháu. Thì tinh thần là cả ông cả ba là thống nhất rồi, còn chúng tôi thì người đại diện thì là về cái phần là dân lễ hôm nay á, thì là gồm có nhất lễ kiêm tam lễ, thì có những vấn đề rất kiên quyết
thế rồi quý vị, nhất là các vị cao niên là cũng rộng lòng tha thứ và là tinh thần đấy là mùng 10 âm lịch này, mùng 10 tháng 10 này thì là gia đình ông bà Ránh cũng là tổ chức liên hoan cho hai cháu. Tôi thay mặt cho gia đình ông bà Ránh kính mời quý vị họ nội chúng ta, họ ngoại chúng ta về tại hôn trường là Hà Nội để dự buổi tiệc liên hoan thân mật, kết nối tình trong gia nó rộng rãi hơn tí. Thì hôm nay ta gọi gọn trong vấn đề là những người chính, nhưng hôm sau thì là mở rộng hơn, có tinh thần nhiều lối xót. Thì ở chỗ đó thì trong tình cảm giả trao thì kết nối giữa thông gia, giữa hai gia đình cũng như hai họ thì là tôi xin phép mời tất trọng ông cụ ba và nhân ngoài là về tại gia đình nội để hoan mừng hạnh phúc của hai cháu. Và cũng rất là mong sao cháu Thống và cháu Loan vợ chồng thì là mong sao được tất cả mọi người các bậc cao niên và người gần gũi nhất với các cháu đây đại diện đây thì là giúp được các cháu để cái thân nhân hôn nhân nó mình bàn để là cái đạo đức của con người được phát triển cả vui đấy, trên nhường dưới và cũng là nhân sự thế. Còn một lần nữa thì tôi cũng xin chúc tất cả công nhân và người chúng ta trong hôn lễ hôm nay là gặp được nhiều may mắn, bình an. Xin nghỉ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà đến hỏi nhà trai thì hai cháu Loan Thống là yêu nhau thành cửa thành hôm nay là ngày thành cửa thành chồng thì các cháu ở xa nhưng hai gia đình chúng ta gặp gỡ nhau cũng là có cái duyên lành để chúng ta trở thành từ cái chỗ là xa cách trở thành một người trong một nhà. Thế thì tôi thì xin lỗi các cụ bên kia cũng giống như bên nhà trai là bên này đáng là ông tổng trưởng tộc vậy là đừng là lo cái việc này. Thế nhưng mà rồi trưởng tộc cũng có cái điều kiện. Thế tôi là cầu, tức là tôi là anh con bác của mẹ cháu đây. Đấy. Thế nên tôi xin thay mặt cho bên họ nhà gái xin tiếp nhận cái lời của các cái lời bàn ý gọc của bên họ nhà trai truyền đến cho chúng tôi. Cái nhất, cái thứ hai nữa là về phía chúng tôi thì chúng tôi cùng hôm nay thì xin giới thiệu ở đây là bố cháu Loan, đây là mẹ cháu Loan, tôi là như tôi đã giới thiệu là bạn cháu Loan, đây là ông thông gia của bố mẹ cháu Loan, đây là ông bác của cháu, chú của cháu, đây là cầu của cháu, đây là cầu các mờ các chú của chúng tôi là hôm nay là vì thời gian nó cũng hạn cho nên là tôi cũng để giới thiệu dài dòng hết được. Tôi xin giới thiệu như thế để bên nhà gái biết và cũng là thay mặt bên nhà trai bên nhà gái để bên nhà trai biết còn thay mặt bên nhà gái chúng tôi rất cảm động và chúng ta ở đây và cũng là rất vui mừng được tổ chức cái lễ đón tiếp này. Còn cái lời mời của bên nhà gái thì ở bên nhà trai thì chúng tôi ghi nhận để sau này ngày mùng 10 thì chúng tôi sẽ bàn bạc từ cái đại diện vào làm nhiều cái để liên hoan với cháu ở trong kia. Thế thì đây về thủ tục thì có lẽ là cũng còn như thế thôi. Thì bây giờ là xin là mời các vị lên làm cái thủ tục và theo một tiền tống của cháu để làm. Đoàn tiếp nông hầu của gia đình ở ngoài đây thì thay mặt cho mọi người là xin rất cảm ơn và theo yêu cầu của tổ chức á là xong chương trình này thì tất cả mọi người chúng ta đang có người giáo rửa đại tí rồi ta vào là chuẩn bị tiệc tiêu và tổ chức người ơi hết ạ thì như uống nồi uống nồi mà không bán nồi được thì thấy mặt ông ngoại ta là ok luôn tất cả là liên hoan cả cháu. Đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kè dèm qua. Ôi à, 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 ôi à, đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kè dèm qua.
chưa lấy chồng thì về anh trông không lỡ mất duyên tơ hồng. Đôi môi thơm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi. Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kè rèm pha. Ôi à à à, hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu chồng thì về anh trông không lỡ mất duyên tơ hồng.